Mến chào quý anh chị cô chú, chào mừng quý anh chị cô chú trở lại với kênh Đất Động Sản Hoàng Duy Lên. Thì hôm nay để tiếp tục video này, em tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một mảnh đất tọa lạc tại xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì mảnh đất của mình thì nó cách quốc lộ 56 tầm khoảng một cây rưỡi số thôi nha quý anh chị. Đó. Và nó có cái ưu điểm là nó nằm ngay sát cái khu quy hoạch công nghiệp dự án Amata của Sà Bang của Bị đó quý anh chị. Nó trước mặt mình là rừng cao su, có xe chạy ngang nó qua đó quý anh chị. Thì sau này cái khu này sẽ quy hoạch hết công nghiệp nha quý anh chị, theo dự tính là như thế. Thì quý anh chị vui lòng xem hết video để em mô tả chi tiết hơn về mảnh đất này nhé. Thì cái lô đất mình nó có diện tích là 1.000 m2. Đó, trong đó là đất của mình đã được quy hoạch đất ở phủ hồng hết 100% nha quý anh chị. Và có bề ngang mặt tiền là 20 m. Đó. Bắt đầu từ vị trí cây cọc đỏ trước mặt đó quý anh chị. Chạy qua bên này 20 m mặt tiền. Đó. Và sâu về sau là 50 m. À, đúng diện tích 5 x 20 á, 50 x 20 là 1.000 m2 nha quý anh chị. Đó, và hậu đằng sau nó cũng dài luôn, vuông vức luôn nha quý anh chị. Thì cái đường của mình là hiện tại là đường đất, lộ giới nó tầm khoảng 3 m nha quý anh chị. Đó. Và dây điện, dây internet, trụ điện lớn nè, thì cũng đã kéo tới đây rồi. Thì cái đường này là ô tô đi thoải mái nè. Và dự định tương lai là người ta sẽ làm lên đường nhựa nha quý anh chị. Người ta sẽ đổ rộng ra và làm lên đường nhựa. Thì cái khu vực này á, thì tất cả những khu vực mà xung quanh này thì sau này người ta sẽ quy hoạch hết công nghiệp. Đã có dự tính của nhà nước là sẽ quy hoạch công nghiệp rồi. Và đang đấu thầu để cưa cao su nha quý anh chị. Đó. Thì cái hướng này là ra quốc lộ 56 tầm khoảng một cây rưỡi số thôi là đụng quốc lộ 56. Còn về pháp lý thì sổ mình là sổ hồng riêng. Đó, đã có sổ hồng riêng rồi quý anh chị. Và đã làm khu đo đạt lại diện tích đầy đủ hết rồi nha quý anh chị, yên tâm nha. Thì mình có thể, nếu mà ưng ý thì có thể mua và công chứng trong ngày luôn cũng được. Đó. Và nghi dấu chấm đỏ này là vị trí thửa đất của mình nha quý anh chị. Thì từ vị trí thửa đất của mình, chúng ta di chuyển theo cái trục đường này nè. Đó, di chuyển theo cái trục đường này. Đây là cái khu cao su của nhà nước nè, để quy hoạch khu công nghiệp đó quý anh chị. Đó. Di chuyển theo cái trục đường này tầm khoảng một cây rưỡi số thì chúng ta sẽ đụng ngay quốc lộ của 56 nha, quốc lộ 56 nha quý anh chị. Đó. Và hướng này là hướng về quốc lộ 1A nè, hướng về Đồng Nai. Còn hướng ngược lại là hướng về chợ Kim Long, nó thị trấn Kim Long, hướng về Ngãi Giao, rồi đi về Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu cũng về hướng này nha quý anh chị. Thì từ đây về chợ Kim Long á, thì mất tầm khoảng 4 cây số nha quý anh chị, 4 cây số là về chợ Kim Long thôi. Và cũng từ vị trí này chúng ta di chuyển theo cái trục đường thẳng. Hồi nãy là tới ngã ba chúng ta quẹo bên tay trái, còn bây giờ tới ngã ba thì chúng ta sẽ đi thẳng nha quý anh chị. Đây là vị trí thửa đất của mình.
tới ngã ba chúng ta sẽ đi thẳng. Thì chúng ta sẽ ra ngay cái đoạn này. Đây là trung tâm xã Xuân Mỹ của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Ở đây thì rất là nhiều dịch vụ tiện ích mua bán. Đó. Có nhà thờ, có bệnh viện, có chợ, có trường học. Đó. Rất là gần mình luôn, tầm khoảng 2 cây số thôi nha. Thì phía trước đường của chúng ta là hiện tại đường đang bắt đầu triển khai làm nha quý anh chị. Xe bây giờ đang triển khai làm, xe tải chạy rất là đông luôn. Đó, bắt đầu triển khai làm. Thì hướng của mình á, hướng đất của mình là hướng Tây. Đó, đối diện của mình là một cái vườn tiêu nè, rất là tốt luôn. Vườn tiêu thì sở hữu 1.000 m² thì quý anh chị có thể làm nhà ở nè, định cư. Vì ở đây sau này là tương lai là quy hoạch công nghiệp nên rất có giá trị tiềm năng về tương lai nha quý anh chị. Còn đất của mình hiện tại là đất trống, đất bỏ hoang nên cỏ nó lên tùm. Thì quý anh chị nào sở hữu thì cải tạo lại thì đất nó sẽ đẹp ngay, cũng chả tốn bao nhiêu tiền quý anh chị, tầm một ngày phát cỏ thôi, tầm mấy trăm ngàn. Đó. Thì chủ nhà rao bán với cái giá mong muốn là 2 tỷ đồng cho 1.000 m². Và cái giá này là nếu mà anh chị em nào mà muốn sở hữu thì cái giá này là giá còn thương lượng. Nếu mà quý anh chị em cô chú thiện chí mua nha thì chủ sẽ giảm bớt cho mình một khoản nào đó. Thì liên hệ với em để làm việc trực tiếp với chủ nha. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.